Em chào các bác ạ. Mãi sau lễ thì mới lên cho bác được một lô hàng giao bếp đây, vì em cũng vừa làm xong toàn chặt thái cơ bản thôi các bác ạ. Trong cái clip ngày hôm nay, bác nào mà mua theo cặp thì em sẽ để giá kỳ tốt cho tất cả các bác. Các bác có thể theo dõi hết cái clip này để xem em khi mà em gộp cặp vào cho các bác ấy, xem mình cảm thấy là mình đã sử dụng một cặp như thế này là vừa vặn và hợp lý chưa, thì mình lựa chọn cặp đấy luôn để cho cái giá cả nó tốt hơn đấy. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu với các bác từng cái con hàng lẻ mà trong clip này em lên, thì từ 1 đến 5 thì nó sẽ là giao chặt nhé, từ 6 đến 9 nó là thái lọc các bác ạ. Sau đây thì em xin giới thiệu dòng dao số 1 là dòng chặt xương. Chặt xương này thì các bác phải nói là xương ống chân giò thì các bác phải dùng con này rồi. Mình không thể dùng loại mỏng hơn để chặt xương ống được, bởi vì nó sẽ không tốt và cái chức năng của nó sẽ không đảm bảo, thậm chí nó sẽ dẫn đến là gãy mẻ lưỡi khi mà các bác sử dụng. Vậy nên là mình cứ sử dụng đúng công năng của con hàng, thì cái việc mình sử dụng con hàng lâu dài đấy là cái chắc chắn nhất. Đấy, như con này hiện tại đang nặng là 750g, bản rộng lưỡi rơi vào là bản 7. Đấy, dao chặt xương nên em sẽ để chốt hai đinh, cán là cán gỗ mun, không phun màu, không phun bóng quá nhiều, phun một em trà một cái lớp sáp để gọi là giữ gỗ thôi. Đối với dòng dao chặt thì em sẽ chốt hai đinh như thế này cho tất cả các bác này, có tra keo cẩn thận cho tất cả các bác luôn. Cầm thì hơi đầm tay bởi vì nó là dòng chuyên chặt rồi thì nó sẽ là đầm tay thôi. Bởi nó sẽ nặng đến 7 lạng rưỡi cơ mà. Nó chuyên chặt xương cơ mà. Con này hiện tại em đang bán lẻ với giá là 300.000 một con các bác nhá. Đấy, giá hôm nay đưa lên cho tất cả các bác là giá rất tốt rồi. Đến tiếp theo là con chặt gà vịt. Chặt gà vịt thì sẽ nhẹ tay hơn cho những cái bác nào mà gia đình mình chỉ chuyên gà vịt hay xương sườn thôi, ít khi chặt xương ống. Nếu mà ngoài hàng họ làm rồi ấy, thì mình phụ nữ gia đình chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng con này cực kỳ nhiều, bởi vì là nó sẽ vừa tay, nó nặng đến 5 lạng rưỡi thôi các bạn. Cầm mình không quá là nặng, cầm nó 5 lạng rưỡi thì nó chặt không bị nặng tay quá các bác nhá. Đối với cái dòng này thì được cái là vẫn là chốt hai đinh, tra keo cẩn thận cho tất cả các bác. Dòng vừa chặt vừa thái, cầm vừa tay, nhưng mà chức năng của nó là ở mức độ là chặt gà vịt và xương sườn cho em. Các bác không thể nào mang con này đi chặt xương ống chẳng hạn thì cái lưỡi nó sẽ không đảm bảo các bác nhé. Mình cứ sử dụng đúng công năng cho em là được. Đây, chặt gà vịt hôm nay em để giá cho các bác giá rất là tốt, đặc biệt là cán gỗ mun nữa các bác nhé. Lưu ý giúp em là cái giá cả của con hàng nó còn phụ thuộc vào cái cán, và hôm nay em đưa lên cho các bác là dòng cán mun chuẩn, cán mun xịn, không ngấm nước, không mối mọt, đảm bảo cho các bác mình sử dụng lâu dài với bản lưỡi, với cả cái lưỡi dao. Tất cả dao bếp hôm nay em lên cho các bác đều là lưỡi thêm nhíp đỏ, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với dao chặt gà vịt đang cầm trên tay là bản lưỡi 23, bản rộng dưa là bản 75 các bác nhé. Đấy, độ dày sống lưng là 3,5 ly, tổng trọng lượng là 5,5 lạng. Thì vừa gà vịt vừa thái, hôm nay để giá bán lẻ hết cả các bác, giá rất là tốt. Đang có giá là 250.000 một em. Đến mã số 3 thì giới thiệu với các bác là một con dao tông. Tông chặt này thì lại có một ưu điểm như thế này. Lưỡi thì dài các bác nhé, tông chặt hiện tại 5,5 là 30 này. Từ đây đây là 30 cm này, bản rộng, phần rộng nhất nó rơi vào 5 cm. Độ dày sống lưng của nó là 5 ly. Đấy, 5 ly cứng như thế này cho em. Chốt hai đinh như thế này cho em, chốt hai đinh các bác nhé. Đợi đinh này là đinh thật nhé. Nhiều đơn vị em thấy đinh dán nữa cơ thì em rất là bất ngờ tại sao con dao nó giá trị khoảng trăm hơn ấy. Thì là cái đinh này thậm chí là không phải là cái đinh khoan vào, nó đinh dán nữa. Còn như em ấy là mình khoan đinh từ bên này thông qua con dao đến tận bên này, sau em mới cắt thôi, mới mài đi các bác ạ. Đấy, nên là đến cái đinh cho tất cả bác đều là đinh xịn, đinh đồng cả. Nên giá cả con hàng nó nhiều khi nó phụ thuộc vào cái cán. Còn chất lưỡi thì nó là lưỡi nhíp rồi, nhíp và đập rèn đảm bảo cho tất cả các bác. Độ dày sống lưng là 5 ly. Thì con này là cực kỳ là đa năng ở chỗ là như thế này các bác nhá. Mình có thể chặt xương này, chặt gà này, chặt vịt này, chỉnh xương này. Lưu ý giúp em xương ống nhá. Xương ống chân giò thì các bác có thể chặt được em này rồi. Mình mang ra vườn mình chặt cây, chặt củi thì mình cũng sử dụng con này. Nên con này nó sẽ là một trong những con cực kỳ là đa năng. Và giá bán lẻ con này hôm nay để giá rất tốt cho các bác. Đang có giá là 320.000 một con. À, 300.000 một con các bác nhé. Giá bình thường nó là 320.000. Hôm nay để giá rất là tốt, đang có giá là 300.000 tròn cho tất cả các bác mình dễ lựa chọn. Tiếp theo thì mời các bác sang cái dòng chặt gà pha luông cho em. Chặt gà pha luông nhé. Con này là pha luông chặt gà, bảng tương đối to và rộng. Vẫn có rất là nhiều bác thích dòng pha luông này. Nếu mà mình là người chuyên nhà hàng thì các bác rất là thích dòng pha luông này. Nếu mà mình chuyên đứng bếp, chuyên làm hàng, chuyên bán hàng chẳng hạn thì mình rất là thích cái dòng pha luông này. Pha luông này lưỡi đang là 21, bản rộng phần rộng này rơi vào là bản 8 các bác nhé. Trên dao của dấu Phúc Sen HD, pha luông này của em thì đang là chuyên gà vịt thôi. Pha luông này của em là chuyên gà vịt, vẫn là chốt hai đinh như thế này nhá. Vẫn là chốt hai đinh cho tất cả các bác. Pha luông chuyên gà vịt cầm rất là vừa vặn tay. Gà vịt xương sườn thì các bác cứ sử dụng pha luông này cho em. Đấy, mình làm hàng thì sử dụng con này là rất là vừa vặn các bác nhá. Đấy là dòng pha luông chặt, đang có giá là 300.000 một em, mã số 4. Đến mã số 5 là đề ba chặt.
Đề ba chặt thì con này các bác chặt mổ làm cá ấy, lọc cá ấy. Chặt mổ làm cá lọc cá dày 5 ly, lưỡi là 20. Lưỡi là 20 các bác nhá, lưỡi là 20, chặt lọc làm cá này. Gà, vịt, xương sườn này, chân giò này thì con này thực sự rất là đa năng. Lưỡi nó lại còn nhỏ gọn nữa cho các bác nào mà mình vừa muốn chặt vừa muốn lọc được luôn ấy thì mình tham khảo sau này, vừa chặt vừa lọc vừa lóc được luôn, vừa mổ làm gà, làm cá, làm vịt thì các bác có thể tham khảo sang con này xem. Nó đảm bảo cho tất cả các bác là chức năng vừa chặt vừa thái vừa lọc luôn các bác nhá. Cực kỳ là đa năng, đảm bảo bác nào mà chuyên làm cá thì mình hay thích những cái con như thế này, hoặc sử dụng trong nhà bếp thì em thấy nó cũng là một cái giá dao vừa phải, không quá là nhọn bởi vì lưỡi của nó là hệ cụp xuống, nó không nhọn thắt lên nên là đảm bảo an toàn khi mà mình sử dụng. Em này đang có giá tròn cho tất cả các bác là 280.000 một em ạ. Đấy là mã số 5 dòng đề ba chặt lọc thái. Đến mã số 6, số 7 bắt đầu chuyển sang dòng thái các bác nhé. Bắt đầu chuyển sang dòng thái ạ. Đây ạ, đầu tiên là một con dao thái vuông. Thái vuông đang có giá là 200. Thái vuông đang có giá là 240.000 một em các bác nhé. Giá hôm nay là giá tốt rồi đấy ạ. 240.000 một em. Đấy. Bởi vì hôm nay em hầu như là con nào em đang giảm giá rồi, từ báo từ đầu clip đến bây giờ thì con nào cũng đang giảm giá, thì là thái này đang có giá là 240.000 một em. Dòng cán mun, lưỡi là 21, bản rộng dơ bản 6 các bác nha. Bản rộng dơ bản 6 ạ. Lưỡi 21, bản rộng bản 6. Dòng này là chuyên thái. Chuyên thái thì các bác sử dụng con này cho em. Đấy là mã số 6 chuyên thái, thái vuông đấy ạ. Con này chuyên lọc đang có giá là 220.000 một em. Bầu đang có giá 240.000 một em. 220 và bầu đang có giá là 240 các bác nhé. Đây là con này con chuyên lọc ạ. Lưỡi nó sẽ rơi vào 16 thôi nhá. Bầu thái nó sẽ lưỡi rơi là 21. Đấy, bản rộng con này rơi vào bản 6, còn bản rộng con này rơi vào bản 4 thôi. Con này chuyên lọc ra thịt, con này là vừa thái vừa bầu vừa lọc. Đấy, con này thì chức năng của nó rất là cao. Bầu lọc, bầu thái, còn con này là con lọc. Đấy, chức năng của nó rất là cao các bác nhá. Vì rất là nhiều bác thích con lọc và con bầu này bởi vì chức năng nó cao này. Thứ 8 lên cho các bác một con thái lọc nhọn này. Thái lọc nhọn này thì đang có giá là 230.000 một em ạ. 230.000 một em thái lọc ạ. Thái lọc dòng thái lọc Nhật, như con này nó một trong những cái mẫu áp dụng của bên Nhật, 230.000 một em ạ. Con này thì các bác mình vừa lọc vừa thái vừa gọt. Vừa lọc vừa thái vừa gọt. Vừa lọc vừa thái vừa gọt được cho em dày vào 1 ly thôi các bác nhé. 1 ly rưỡi thôi, lưỡi 21 đây ạ. Đây ạ, đây. Sau đấy là mã số 9, em sẽ lên cho các bác là hai con lọc nhọn. Con này là lọc chuyên lọc nhọn da thịt, lưỡi là 21 các bác nhé. Chuyên lọc nhọn da thịt, lưỡi từ đây là 21, bản rộng rơi vào bản 3 thôi. Con này là chuyên lọc nhọn da thịt, đang có giá là 220.000 một em. Cán mun luôn, riêng cái cán con dao này thực sự là hơi bị gọi là đắt. Khi mà em dòng cán mun này ấy, thì là em nhập làm nó rất là đắt. Nên là khi mà các bác xem dao trên thị trường, rất ít khi các bác thấy thương hiệu dao Phúc Sen mà có sử dụng cán mun các bác nhé. Đây ạ, sau đây thì em sẽ gộp cặp cho tất cả các bác mình cùng xem. Gộp cặp cho tất cả các bác mình cùng xem là ba mẫu này thì đang có đồng giá là bao nhiêu các bác nhỉ? 220.000 một em. Sau đây em sẽ gộp cặp cho tất cả các bác mình cùng xem nhé. Xem là các bác cảm thấy cặp nó phù hợp thì mình sẽ lựa chọn cặp dao đấy cho em. Thì một cặp như thế em để giá cho tất cả các bác rất tốt. Đang có giá là 480.000 một cặp nhé các bác nhé. Các bác là lựa chọn cho em một con chặt gà và một con thái vuông như thế này. 480.000 một em, dòng thép nhíp chuẩn đấy. 480.000 một cặp. Hoặc các bác có thể lựa chọn một con dao chặt gà và một con dao thái lọc nhọn như thế này. 480.000 một cặp ạ. Nếu mà các bác mình sử dụng chặt xương nha các bác, đợi em lúc rồi một chút ạ. Chặt xương các bác nhá, nếu mà mình chặt xương thì mình có thể sử dụng chặt xương này. Đấy, thái 500.000 một cặp. Nếu mà đối với dòng chặt xương và thái nhá các bác nhá, đang có giá là 500.000 một cặp này. Hoặc cặp tiếp theo các bác có thể lựa chọn như thế này cho em. Một tông và một thái 500.000 một cặp. Một tông và một lọc nhọn như thế này. Một tông và một lọc như thế này thì đang để giá tốt cho tất cả các bác. Cái tông này 300. Lọc nhọn này em đang báo giá là giá tốt là 230.
thì để cho tất cả các bác tròn là 500 một cặp như thế này các bác nhé. 500 một cặp như này là tuyệt vời rồi đấy ạ. Vừa có nhọn, vừa có thái, vừa có lọc, vừa chặt được xương ống chân giò mà các bác mình vừa có thể chặt cây củi được, thì cặp này em thấy cực kỳ là hợp lý các bác nhé. Hoặc là những bác nào mà mình sử dụng những cái con lọc nhọn ấy, thì mình có thể kết hợp lọc nhọn sang chặt thái bên này giúp em. Bởi vì những cái cặp đấy thì hầu như là ít bác dùng những cái nhọn quá ấy, thì em chỉ giới thiệu vài cặp cơ bản thôi. Thì các bác ưng ý thì ủng hộ em qua cái Zalo, số điện thoại của em là 0347 753 780 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau ạ. Xin chào.